Kính chào quý vị và các bạn. Được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói, du lịch đem lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều quốc gia hoặc thậm chí là một địa phương nhỏ. Tuy nhiên, do quản lý không tốt, các vấn đề về môi trường đã nảy sinh. Chẳng hạn như tại Tây Ban Nha, là điểm đến du lịch hấp dẫn xếp thứ 3 thế giới. Tây Ban Nha sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh cùng các bãi biển đẹp như tranh vẽ. Song với lượng du khách đổ về đây quá lớn đã gây ra không ít hệ lụy về môi trường cũng như cuộc sống của người dân bản địa. Không chỉ Tây Ban Nha, từ những con kênh đầy lãng mạn ở Venice cho tới những bức tường thời Trung Cổ bao quanh các vùng quê hoang dã ở thị trấn Dubrovnik thuộc đảo Skye của Scotland, du lịch dường như đang trở thành cơn ác mộng đối với người dân địa phương, bất chấp số công ăn việc làm và thu nhập mà nó mang lại. Tây Ban Nha mà nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở nhiều nơi khác cũng đang bị bức tử bởi khách du lịch. Tại Liban có một thực tế đáng buồn là ngày càng ít người tìm đến các bãi biển công cộng bởi đa phần đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những bãi biển hiếm hoi sạch đẹp thì lại thuộc sự quản lý của các khu nghỉ dưỡng tư nhân, vốn có giá thành rất đắt đỏ. Thực trạng này đang đẩy người dân Liban ra nước ngoài để nghỉ hè vì chi phí có phần hợp lý hơn. Trên bãi biển ở phía bắc Liban này, khách du lịch đang tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời với các nhà hàng lãng mạn ngay bên bờ biển. Liban có bờ biển dài 220 km, thế nhưng những bãi biển công cộng đẹp như mơ thế này là rất hiếm. Muốn được tắm biển, họ chỉ còn cách vào những khu nghỉ dưỡng tư nhân đắt tiền. Đến đây chúng tôi tiết kiệm được ít nhất 100 đô la Mỹ mỗi ngày. Muốn vào khu nghỉ dưỡng tư nhân, đầu tiên phải mất 80 đô la Mỹ vé vào cửa, 80 đô la Mỹ nữa cho bữa trưa. Nhưng ở bãi biển này, chúng tôi tự ăn uống thoải mái với giá chỉ bằng một nửa. Các bãi biển ở Liban đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, một phần là do hậu quả của cuộc khủng hoảng rác thải kéo dài nhiều năm qua ở nước này. Theo các nhà hoạt động vì môi trường, việc thiếu hụt các bãi biển công cộng sạch, trong lành để phục vụ người dân là điều không thể chấp nhận được. Nếu nhìn tổng thể cả nước, sẽ khó mà tìm thấy một bãi biển công cộng sạch, đẹp theo đúng nghĩa. Bãi biển công cộng nào cũng ngập trong rác thải, tảo biển, khiến người dân không thể tắm biển được. Câu chẳng đã, người dân Liban đành phải chọn cách ra nước ngoài để nghỉ hè. Nhất là khi các công ty lữ hành, vì đón đầu được xu hướng này, đã tung ra các gói du lịch với giá cả khá hợp lý. Các tour đến khu nghỉ dưỡng Marmaris ở Thổ Nhĩ Kỳ hay Sharm el-Sheikh của Ai Cập luôn cháy hàng. Chúng tôi có gói du lịch đến Marmaris, Thổ Nhĩ Kỳ trong 5-7 ngày, với giá chỉ 440 đô la Mỹ, tùy vào khách sạn mà khách chọn. Kể cả khi khách chọn khách sạn cao cấp thì vẫn rẻ hơn là nghỉ 2-3 ngày ở các khu nghỉ dưỡng trong nước. Theo người dân địa phương, các khu nghỉ dưỡng tư nhân đắt đỏ đang tước đi quyền được tận hưởng vẻ đẹp và nguồn lợi từ biển của họ. Nếu không có sự điều chỉnh, trong tương lai không xa, 220 km đường bờ biển nước này sẽ dần vắng bóng người. Nhắc đến du lịch, không thể không nhắc đến thiên đường miền nhiệt đới Thái Lan. Trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn được coi là một trong những thiên đường du lịch với lượng du khách quốc tế tăng đều đặn. Năm 2017 cũng là năm nhiều hứa hẹn với ngành du lịch của nước này khi số khách quốc tế đang tăng mạnh. Tuy nhiên, cũng chính tại nhiều điểm du lịch nơi đây, các nhà quản lý địa phương đã bắt đầu nhận thấy những mặt trái của việc phát triển du lịch ồ ạt chạy theo số lượng. Hòn đảo Phi Phi nổi tiếng của Thái Lan là một ví dụ. Đây là hình ảnh về đảo Phi Phi, thiên đường du lịch ở Thái Lan vào giờ cao điểm. Cứ 10 giờ sáng, chuyến tàu cao tốc đầu tiên từ Phuket đến đây chở đầy du khách. Bãi biển này từng được coi là một viên ngọc thô, nhưng giờ đây danh hiệu đó không còn nữa. Có một số khu vực ở đây phải hạn chế khách du lịch để bảo vệ môi trường. Khi khách du lịch đến đây, tôi chỉ biết nói với họ đừng làm thế, nhưng họ không hiểu. Đôi khi họ cười vào tôi như thể tôi đang nói đùa. Đây là hình ảnh đảo Phi Phi 30 năm trước với rừng rậm bao phủ. Nhưng trong những năm 1980 và 1990, việc xây dựng bắt đầu bùng nổ. Sau thảm họa sóng thần, gần 200 khách sạn đã được xây dựng trên hòn đảo nhỏ này. Và có vô số các công trình xây dựng khác mọc lên. Du khách đến đây ngày càng nhiều hơn. Có hai loại khách du lịch đến đây, một số người ở lại đảo trong vài ngày, nhưng vấn đề lớn nhất là những người đến đây trong ngày. Họ đi thuyền đến, tham quan bãi biển rồi đi mất, để lại rác thải phía sau, đảo không thể xử lý được rác. Các nhà nghiên cứu sinh vật biển cho hay, san hô xung quanh vịnh Maya hầu như đã chết. Chúng chết bởi những chiếc mỏ neo của tàu cao tốc kéo lê dưới đáy biển, nước thải từ khách sạn và tình trạng xả rác thải bừa bãi. Thái Lan đã phải hứng chịu hậu quả của việc quản lý du lịch lỏng lẻo, chỉ chú trọng về mặt số lượng.
chính quyền Thái Lan đã phải thông báo đóng cửa hòn đảo Koh Tachai, một trong những hòn đảo hoang sơ đẹp nhất ở đất nước này, vì lượng khách đổ dồn về đây quá đông. Sức chứa của Koh Tachai chỉ vào khoảng 70 người, thì có lúc lượng khách có mặt trên hòn đảo đã lên tới 1.000 người. Sự quá tải này gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường như xả rác bừa bãi, cảnh quan thiên nhiên bị hủy hoại. Và nếu không có biện pháp kịp thời, Thái Lan sẽ mất hòn đảo này vĩnh viễn. Bài học kinh nghiệm từ xứ sở Chùa Vàng cho thấy, nếu một quốc gia không quan tâm đúng mức tới nguy cơ từ sự bùng phát khách du lịch và đưa ra được những chính sách đúng đắn trong việc kiềm chế du khách, thì rất có thể quốc gia đó sẽ phải trả giá và đánh đổi bằng chính tài nguyên của mình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, tại Washington, các quan chức của Mỹ, Canada và Mexico đã bắt đầu vòng tái đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA trong bối cảnh gia tăng quan ngại về tương lai của thỏa thuận thương mại ba bên kéo dài hàng thập kỷ qua này. Trong vòng đàm phán đầu tiên diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 tại thủ đô Washington, Mỹ, tất cả các bên đưa các đề xuất của mình và thống nhất về cách thức tiến hành tái đàm phán. Theo đó, sẽ có tất cả 7 vòng đàm phán. Mỗi vòng đàm phán cách nhau 3 tuần và các bên sẽ cố gắng hoàn tất hiện đại hóa hiệp định vào đầu năm 2018. Mục tiêu chính của Mỹ trong đàm phán lại NAFTA là giảm thâm hụt thương mại với hai nước đối tác, đặc biệt là với Mexico. Còn Mexico và Canada, ngay từ đầu đàm phán đã thể hiện mong muốn hiện đại hóa NAFTA nhằm đáp ứng nhu cầu mới của kinh tế toàn cầu như thương mại điện tử, vốn chưa được đưa vào hiệp định 23 năm trước. Với rất nhiều người Mỹ, thỏa thuận này đã thất bại. Chúng ta không thể bỏ qua những khoản thâm hụt khổng lồ. Những ngành kinh doanh phải đóng cửa hoặc chuyển đổi vì những ưu đãi, dù có chú ý hay không trong hiệp định hiện tại. Ông Robert cũng nêu rõ ba quốc gia Bắc Mỹ cần xây dựng những điều khoản bảo vệ thương mại số, thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, cũng như cập nhật thủ tục hải quan, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, cải thiện các quy định trong lĩnh vực năng lượng, tăng cường các quy định minh bạch và thúc đẩy thương mại nông nghiệp dựa trên khoa học. Bên cạnh đó, Mỹ giữ quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cần thiết đàm phán từ gốc rễ NAFTA nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ và thắt chặt quy định về xuất xứ hàng hóa. Tôi muốn nói rõ ràng rằng ông Trump không chỉ quan tâm đến việc điều chỉnh một số quy định và cập nhật một vài chương mới. Chúng tôi cho rằng về cơ bản, NAFTA đã khiến rất nhiều người Mỹ thất vọng, vì thế nó cần những cải thiện nhất định. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland phản đối việc coi thâm hụt thương mại là một chỉ dấu cho sự thành công của một hiệp định thương mại. Canada không coi thặng dư thương mại hoặc thâm hụt là thước đo cơ bản để đánh giá tính hiệu quả của một mối quan hệ thương mại. Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Canada là cân bằng và cùng có lợi. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Mexico cho rằng các mục tiêu trong quá trình tái đàm phán NAFTA cần hướng tới việc giao thương nhiều hơn và không gây hại. Hiệp định được ký năm 1994 này đã xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa luân chuyển giữa ba nước và được cho là đã giúp người dân Mỹ tiếp cận với hàng hóa giá rẻ từ Mexico và Canada. Theo thống kê, trao đổi thương mại giữa ba quốc gia Bắc Mỹ đạt tăng trưởng cao kể từ khi NAFTA có hiệu lực với tổng kim ngạch trên 1.300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn chủ trương bảo hộ sản xuất nội địa, từng mô tả hiệp định thương mại này là thảm họa và là nguyên nhân khiến Mỹ mất đi hàng triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Chính quan điểm này của Tổng thống Trump được dự báo sẽ khiến cho vòng tái đàm phán NAFTA lần này gặp không ít khó khăn. Trong lúc đó, công nhân Mexico, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên gia công phụ tùng xuất khẩu, đang hết sức hồi hộp chờ đợi kết quả đàm phán. Trong khi vòng đàm phán NAFTA vừa mới bắt đầu ở Mỹ, thì tại Mexico, công đoàn công nhân và nông dân nước này đã tụ tập trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Mexico City để phản đối hiệp định NAFTA, cũng như phản đối việc tái đàm phán hiệp định này. Chúng tôi phản đối hiệp định này bởi vì nó chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước cả. Ngành công nghiệp không tăng trưởng và ngành thực phẩm thì bị phụ thuộc quá lớn. Đó là lý do mà nhiều nông dân cũng có mặt ở đây. Hiệp định này chắc chắn sẽ đặt dấu chấm hết cho cải cách về cơ cấu. Ở đây chỉ có sự phụ thuộc và hơn nữa là thua thiệt nghiêm trọng về chủ quyền. Trong khi đó, ở thành phố Juarez, thành phố giáp với El Paso của Mexico và bang Texas của Mỹ, nơi được coi là biểu tượng của sự thành công nhờ có hiệp định NAFTA, bao trùm khắp nơi là một bầu không khí lo lắng. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do được thiết lập 23 năm trước, dân số của thành phố này đã tăng lên 75%, tương đương 1,4 triệu người. Họ đến từ khắp nơi trên đất nước Mexico tìm kiếm một công việc ổn định và một cuộc sống tốt hơn trong các maquiladoras,
một từ địa phương dùng để chỉ các nhà máy chuyên lắp ráp các bộ phận nhập khẩu rồi xuất qua biên giới. Maria đã để lại cuộc sống nhà nông nghèo đói vất vả để đến Juarez. Adriana cũng vào làm việc trong các maquila từ năm 15 tuổi. Nếu như không còn cơ hội được làm việc trong các maquila, thì chắc tôi sẽ phải đi tìm việc ở chỗ khác và có lẽ tôi sẽ không sống ở đây nữa. Nguồn nhân công giá rẻ đã biến Mexico thành một nước xuất khẩu chính. Kể từ khi NAFTA có hiệu lực năm 1994, kim ngạch xuất khẩu của Mexico đã tăng hơn 7 lần, đạt giá trị 374 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, trong đó 80% lượng xuất khẩu là sang Mỹ. Có thời điểm, Ciudad Juarez được coi là thành phố biểu tượng của nhân công giá rẻ. Nó đã từng tạo ra việc làm, cơ sở hạ tầng cho thành phố này. Nhưng tôi nghĩ mô hình này giờ đã lỗi thời. Giới phân tích cũng cho rằng, việc đàm phán NAFTA lần này sẽ là cơ hội để Mexico cải cách mô hình kinh tế hiện tại, qua đó cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động. Mexico nên cố gắng để không mất đi lợi thế cạnh tranh, nhưng tất nhiên Mexico cần nỗ lực đàm phán không phải vì Mỹ muốn thế, mà vì lợi ích của chính người dân Mexico. Có thể nói, vòng tái đàm phán đầu tiên về Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ được khởi động trong bối cảnh có nhiều bất ổn và lo ngại về tương lai của Hiệp định Thương mại ba bên có tuổi đời nhiều thập kỷ này. Ngay từ khi chưa bắt đầu, quá trình tái đàm phán NAFTA đã được xem là sẽ khá sóng gió bởi những lập trường cứng rắn và mục tiêu mà Mỹ đề ra. Ngay cả Bộ trưởng Kinh tế Mexico cũng phải thừa nhận vẫn còn quá sớm để ba bên có thể thu hẹp bất đồng. Với việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ, Mexico và Canada đang phải đối mặt với một chính quyền Mỹ theo chủ trương thúc đẩy bảo hộ thương mại nhằm bảo vệ ngành công nghiệp và công nhân trong nước. Một trong những ưu tiên thương mại hàng đầu của ông Trump là đàm phán lại NAFTA, buộc Mexico phải tìm ra cách thức can dự mới với Washington. Trong khi đó, theo các chuyên gia phân tích, nhiều nhà lập pháp Mỹ tỏ ra chần chừ trong việc thúc đẩy các thay đổi mạnh mẽ của NAFTA bởi họ có thể sẽ phải hứng chịu những thiệt hại hoặc bất ổn trong quá trình tái đàm phán. Bản thân thỏa thuận thương mại chỉ tạo ra tác động phụ đối với cán cân thương mại tổng thể. Điều quan trọng hơn là các chính sách về tiền tệ và tài khóa trong nước, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế chung của đất nước. Cần phải xác định chúng ta muốn gì, thâm hụt thương mại hay thặng dư thương mại. Nếu Mỹ muốn rút khỏi NAFTA, họ sẽ phải ra thông báo trước 6 tháng. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, mặc dù sẽ rất khó khăn và căng thẳng, sẽ có những điều chưa từng có tiền lệ xảy ra. Các cuộc đàm phán về NAFTA có thể sẽ phải diễn ra trong một thời gian dài, có thể là một năm hoặc đi chệch hướng. Song điều đó không có nghĩa là NAFTA sẽ bị hủy bỏ. Trong tiến trình tái đàm phán về NAFTA, từ nay cho đến cuối năm, có thể sẽ có những thời điểm thăng trầm, giống như bất kỳ một cuộc đàm phán thương mại nào khác. Tuy nhiên, có một số điều quan trọng cần nhớ là Mexico sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào năm sau, trong khi Mỹ cũng sẽ có cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2018, và Canada có cuộc bầu cử liên bang vào cuối năm 2019. Đây đều là những sự kiện quan trọng và là lý do để cả ba nước đẩy mạnh quyết tâm kết thúc đàm phán trước cuối năm nay. Vì vậy, đây chính là thời điểm để tiến về phía trước thay vì bước lùi trong hội nhập kinh tế. Đến đây, thời lượng dành cho Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!